Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Tụi mình là YNK Adventure. Thì hôm nay á là cuối tuần, tụi mình đang chuẩn bị đi camping và đi câu cá. Thì đây, mình sẽ cho mọi người xem. Mình pack rất là nhiều đồ ở trên xe để chuẩn bị đi câu. Đồ đợt này đi là tụi mình đang tính đi, trước mắt là đang tính đi 3 ngày 2 đêm. Đó. Đây, mình sẽ đưa máy quay để cho các bạn xem này. Đồ trên xe của mình là đầy nhóc luôn. Đó, một xe. Bình thường mình đi á thì mình hay đóng cái nắp cốp này lại cho gọn này. Nhưng mà hôm nay á thì nhiều đồ quá cho nên phải mở ra. Rồi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị lên đường. Nếu mà tới nơi mà có thời gian á thì mình sẽ quay cho các bạn xem cái cảnh tụi mình set up. Đó. Ok mọi người. Đây, mình quay cho mọi người xem kỳ hiêm freeway này. Hôm nay cuối tuần là đông như thế nào này. Ai cũng đi chơi này. Đông ghê chưa? Đây, tụi mình vừa tới nơi đây. Hôm nay á thì bị mất cái chỗ mà tụi mình yêu thích. Cho nên là đi qua cái chỗ kế bên, nó cũng tầm 8. Bây giờ thì tối rồi. Cho nên quay cho mọi người coi sơ sơ thôi. Mới đi cắt được một đống củi này để mà đốt lửa để tối nay nấu ăn này. Đó. Rồi, ngày mai sẽ quay thêm cho mọi người nhá. Hôm nay thì chỉ có nhiêu đấy thôi. Nhưng mà tới nơi mà có chỗ để mà camping về câu cá là ngon lành rồi. Đó. Hôm nay ở đây đông như hồi mọi người ạ. Tuần trước mình đi thì đã đông rồi, tuần nay còn đông hơn nữa. Đây cái lò lửa thần thánh của mình đó. Chút nữa vợ mình nấu cho một quả phở Bắc. Ăn ở trong rừng, hợp lý chưa? Phở Bắc nha. Ăn ở trong rừng. Đây, cho mọi người xem tô phở Bắc ở trong rừng. Ngon chưa? Có quầy này. Đó. Có ai đi rừng mà được ăn một tô phở Bắc như thế này không? Đây, nồi nước. Cả trứng chân này nha. Hoành tráng chưa? Rồi, đây là bữa tối đầu tiên của tụi mình đi camping và đi câu cá. Xin mời mọi người nha. Đây, mọi người biết con này là con gì không? Tụi mình lúc này á vừa tới cắm trại, set up lều xong thì ngồi làm cái tô phở. Vừa ăn vừa xong tô phở chưa kịp ngồi thở nữa thì chuông nó kêu chạy tuột quần luôn. Vớt được con này. Đó. Đây, con này là con cá mú. Đó. Quá hợp lý luôn. Bắt xong rồi đem lên nướng thế này, chút người bóc miếng ăn cho nó vui. Đó, mọi người nhìn thấy hấp dẫn chưa? Đây. Ở trong rừng có dây bạc bọc nướng cá hoành tráng mọi người. Đó, đi chơi là tụi mình chuẩn bị hết á. Yeah. Lần trước tụi mình là nướng cá ăn gỏi cuốn rồi. Bây giờ cá này nướng chấm muối ăn rồi. Ăn cho nó vui. Đấy.
Đây, thì trong khi tụi mình đang đợi cá chín nhá, thì thôi nướng tạm xúc xích ăn cho nó đỡ buồn miệng ha. Ghê chưa? Ngon lành cành đào nhá. Xin mời mọi người nhá. Có ai hôm tương ở tớ không? Đó, ngon chưa? Trời ơi, này là xúc xích nướng than. Một cây mấy tiền em? Thôi trong rừng mình lấy rẻ một cây 10 đồng thôi. Đã chưa? Đây, cái xúc xích mình mấy nướng. Đó, cho mọi người xem này, nhìn ngon chưa? Rồi mình ăn thử nha. Ui giời. Quá ngon. Xúc xích này, xúc xích gì em? Xúc xích phô mai. Ui trời ơi, bà chế bà chết. Xin mời mọi người nhá. Đây, cả tụi mình mới câu ở dưới sông lên, đem vào nướng luôn. Đó. Bây giờ chấm muối tiêu ăn, đã chưa? May mắn mọi người ạ, vừa cắm trại xong có con cá ăn liền, đã quá hợp lý. Rồi, chúc mọi người bữa tối vui vẻ nhá. Xin chào mọi người, tụi mình là Wild Kate Adventure. Đây là bữa sáng đầu tiên tụi mình thức dậy trong chuyến đi camping của tụi mình. Đó, thì mình quay cho mọi người xem cái cảnh vật xung quanh, thấy nó bình yên không? Đây là khu của tụi mình đang cắm trại nhá. Đây, mình sẽ quay cho mọi người coi này. Đấy. Đây, đây là khu của tụi mình đã hạ trại hôm qua. Đây là gỗ tụi mình cắt này. Đây. Rất là bình yên mọi người ạ. Đó là bờ sông, trước mặt là để câu cá luôn. Đấy. Sáng sớm mới dậy cho củi vào lò, đốt lửa lên cho nó ấm, xong rồi một chút nữa là có lửa để nấu ăn. Cái lò lửa này của mình thì đốt nhanh lắm, cho củi vào xong rồi cho một ít lá khô là lửa lên, trong tầm cỡ khoảng 2 phút là lửa lên, không cần phải làm gì nhiều hết đó. Mà mình cho mấy cái que bưởi này vào nó vẫn cháy này, chứ không cần phải chẻ nhỏ ra. Cho nên là cái này rất là lợi hại. Nếu mà có điều kiện đó, thì hôm nào mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm cái thùng này. Thùng này là thùng bia nhá, thép không rỉ, rất là tiện luôn. Đây, còn đây là cái lều của tự mình. Toilet đằng sau kia. Tụi mình cuối tuần thì chỉ cần đi vào rừng thư giãn như thế này là sau một tuần làm việc mệt mỏi là rất là thoải mái thôi. Ok, để có gì hôm nay có gì đặc biệt nữa thì mình sẽ update với mọi người thêm nhá. Đây, mình quay cho mọi người cái bờ sông chỗ tụi mình câu cá nhá. Rong rải thoải mái, vừa câu được cá vừa bắt được tép. Mình thích không? Đây, quả thoải mái luôn. Cái vị trí này đẹp lắm mọi người ạ. Lúc nãy mình vừa cho mọi người xem cái vị trí mà tụi mình câu cá. Thì mình đi khá nhiều chỗ rồi, thì mình thấy là chỗ này là một trong những cái chỗ đẹp nhất. Mọi người xem video của mình, nếu mọi người thích đi câu cá hoặc là đi cắm trại với gia đình thì đây là một địa điểm rất là thích hợp. Nếu mà ai muốn á biết cái địa chỉ này thì nhớ like, comment và share cho mình, rồi nhắn tin cho mình là mình sẽ chia sẻ vị trí cho mọi người nhá. Đó là cách mà mọi người có thể ủng hộ và giúp đỡ mình phát triển cái channel của mình, nhớ nha. Đây, mình đang tính thu cân để đi về á, thì tự nhiên thấy con này. Một con cá mú bị mắc từ lúc nào không biết luôn.
Để nó xuống. No. Không há cái miệng nữa. Này, giờ quay cận cảnh cho mọi người xem này. Cái con này á mắc cười lắm. Tự nhiên là dính vô cái lưỡi của mình. Nhưng mà trong cái miệng của nó á, nó đã ăn một cái lưỡi của cái cân khác nữa rồi. Xong là bị đứt dây. Đó. Xong cái một cái lưỡi này. Một cái này. Hai cái này. Đó. Đây con này là chắc chắn là nhỏ rồi, cho nên là mình sẽ thả lại nhá. Đó, nhưng mà sáng sớm là như thế này là rất là vui rồi. Ok. Xin chào mọi người, thì tụi mình mới đi camping về. Thì chuyến này á là mình không quay được nhiều video tại tụi mình bận quá. Đó, thì vợ mình vừa mới dọn dẹp xong cái thùng này. Lúc trước mình đi thì cả cái phía sau này là chất quá trời đồ, thì mới dọn dẹp sơ sơ. Đó, dọn dẹp sơ sơ. Ngày mai là phải rửa xe. Xe rất là bẩn. Tại đi ở trong rừng cho nên là rất là bụi bẩn. Đây, có cái lốp của mình này. Đó, bụi quá trời bụi luôn. Xe quá dơ luôn. Đó, thì ngày mai mà mình mà rửa xe á, mình sẽ quay lại cho mọi người xem cái clip mà tụi mình rửa xe ở nhà là như thế nào. À, rồi mọi người xem thì nếu hay thì ủng hộ để tụi mình làm thêm nhiều video về rửa xe tại gia nhá. Rửa xe này là hơn cả rửa xe 5 sao ở ngoài tiệm nữa. À, thì mình sẽ quay cho mọi người xem. À, xe mình là dính đây mấy con bò mà bay ngoài đường luôn. Trước này thì nó không tê lắm, nhưng mà trên lều của mình này, mọi người coi này, quá trời, đó, xe bụi dơ lắm, dơ hay luôn. Đây, coi này. Đó, ok mọi người, rồi kết thúc chuyến đi của tụi mình nhá. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người vào những cái video tiếp theo. Nếu mọi người xem video, nếu thấy hay thì nhớ like, comment, share và chia sẻ cho tụi mình nữa nhá. Tụi mình là YNK Adventure. Xin chào tạm biệt mọi người.